Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản SLI. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2011 quý vị và các bạn nhé. Và đây là một chiếc xe Kia Cerato phiên bản SLI nhập khẩu từ Trung Đông về các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết là những chiếc xe Kia Cerato hoặc Kia Forte đều sản xuất tại Hàn Quốc, nhưng nó sẽ xuất đi có những cái phiên bản, ví dụ như xuất châu Âu nó khác này, xuất về Việt Nam nó khác này, xuất sang Trung Đông, sang Dubai nó sẽ khác các bạn ạ. Và đây là cái phiên bản này, phiên bản xuất sang Trung Đông. Trung Đông tức là xuất sang Dubai đấy các bạn nhé. Và nhập về Việt Nam mình. Những chiếc xe mà xuất sang Trung Đông thì thưa với quý vị các bạn, tiêu chuẩn chất lượng nó rất là cao. Vì bên Trung Đông ấy, tức là bên Dubai là khí hậu thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Và thời tiết nó rất là nóng và địa hình chủ yếu là sa mạc, cho nên là sản xuất những chiếc xe mà xuất sang bên đó thì được cái tiêu chuẩn nó rất là cao. Tôi ví dụ đơn giản nhất như từ những cái phần nhựa này, những cái phần da các thứ là đều là phải chất lượng phải rất là tốt thì nó mới phù hợp được với cái khí hậu thời tiết nắng nóng ở bên đó quý bạn nhé. Và xin giới thiệu với quý vị là chiếc xe này đặc biệt là sản xuất là từ năm 2010, cuối năm 2010, nhập về Việt Nam là 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội từ năm 2011 đến nay, sử dụng là 11 năm rồi nhưng mới lăn bánh được có 10 vạn thôi. Và cái lớp sưa cua nhá, lớp sưa cua còn mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Lát nữa tôi cho quý vị và các bạn cùng xem về cái lớp sưa cua này, nó còn mới tinh chưa hạ cơ, lăn bánh mới có 10 vạn thôi. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 310 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato sản xuất cuối năm 2010, đăng ký năm 2011, tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 10 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 310 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.